Xin chào Thái Lan. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học Swing Boot Web dành cho người mới bắt đầu. Ở bên này thì chúng ta sẽ học về HTTP Request GET để chúng ta lấy ra một bộ phim. Đầu tiên chúng ta sẽ mở Eclipse và thêm một thuộc tính Private Integer ID. Sau đấy thì thêm các hàm getter và setter. Tiếp theo thì chúng ta sẽ vào suộc Generate Constructor using field và constructor không sử dụng field. Như vậy là chúng ta đã code xong movie.java. Chúng ta sẽ sang movieservice.java. Nên thì chúng ta sẽ cũng tạo một constructor cho movieservice này. Chúng ta sẽ tạo ra constructor để mỗi lần chúng ta build project thì chúng ta sẽ có sẵn các list movie này. Chúng ta sẽ chuyển code tạo movie và gắn movie vào list từ getOnMovie vào đây. Như vậy thì mỗi lần chúng ta getOnMovie thì chúng ta không cần khởi tạo lại mà chúng ta chỉ truyền dữ liệu ra lên view thôi. Chúng ta sẽ set thêm ID cho movie ở bài trước là 1. Tiếp đến thì chúng ta sẽ tạo ra một movie mới bằng constructor có truyền tham số vào. Chúng ta sẽ truyền ID bằng 2. Tên của phim sẽ là Iron Man 2. Đạo diễn thì tôi không biết đạo diễn nên tôi sẽ để là quá nhanh luôn. Tôi sẽ bật VietKey lên để gõ VietKey. Đét thì chúng ta sẽ truyền symbol đét format DDMMYY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 
Rồi xuống là lấy bừa một ngày thôi, đấy là 23 tháng 3 năm 2013. Tiếp đến là ngân sách Bắc Dịch thì chúng ta sẽ để là 10 triệu đô. À, vẫn có lỗi rồi. Thế sao? Chúng ta thiếu dấu ngoặc ở đây. Vẫn có lỗi, thừa dấu ngoặc ở đây. Vẫn lỗi tiếp. À, chúng ta cần phải try catch ở đây. Movilit at M2. Tiếp đến thì chúng ta sẽ tạo một hàm để lấy ra đúng một movie thôi. Chúng ta sẽ truyền về movie list stream, stream để chúng ta chuyển list của chúng ta. Tiếp đến thì chúng ta sẽ gọi hàm filter. Chúng ta sẽ tìm ra phần tử có ID bằng tham số integer ID. Tiếp đến thì chúng ta sẽ file first. Thế là movie filter của chúng ta sẽ trả về một list và chúng ta sẽ lấy phần tử đầu tiên. Mặc dù nếu mà phần tử lấy duy nhất thì list của chúng ta chỉ có một phần tử. Tiếp đến là OL new movie, nếu không tìm thấy thì chúng ta sẽ tạo ra một biến movie mới. Ok, đến controller chúng ta sẽ tạo mới một controller cũng có tên là movie, nhưng mà chúng ta sẽ truyền thêm một tham số ở đây ở trên link, và tham số của chúng ta là ID và kiểu là integer.
Chúng ta sẽ thêm annotation cho biến của chúng ta. Đấy là path variable. Và chúng ta sẽ trả về kiểu movie. Và đơn giản chúng ta sẽ gọi hàm getMovie và truyền vào ID vào đây. Như vậy là đã xong. Chúng ta sẽ cùng test. Localhost 8080 sinh ra Việt Nam. Sort movie sẽ ra movie list. Movie list của chúng ta sẽ có hai phần tử. Tiếp đến là chúng ta sẽ truyền ID vào parameter. Ở đây param. Ở đây thì chúng ta có ID 1 thì sẽ ra phần phim 1, 2 thì sẽ ra phim 2. Còn nếu gõ khác số ID có trong list của chúng ta thì sẽ ra một movie null. Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong hàm HTTP GET một phần tử. Và bây giờ chúng ta sẽ download Postman. Đây là ứng dụng để test API chuyên dụng được rất nhiều người tin dùng. Chúng ta sẽ download về và chạy lên. Postman, với Postman thì chúng ta có thể sử dụng để post dữ liệu. Ở bài sau, chúng ta sẽ học về HTTP post. Ở này thì chúng ta sẽ thử với HTTP GET. Chúng ta sẽ gõ link web của chúng ta là localhost 8200 chạy, thì chúng ta sẽ ra trang chủ thuộc vào trong movie, thì chúng ta sẽ lấy được list movie và thuộc nữa vào trong ID thì chúng ta sẽ lấy ra được các bộ phim là Age of Ultron và Iron Man 2. Như vậy bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bài học tiếp theo.